ngày 30 tháng 9, thứ bảy tuần 25 thường niên. Con người sẽ phải bị nộp, các ông không dám hỏi người về lời ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Thiên Chúa đang làm chuyện vô lý. Con người sẽ phải bị nộp, các ông không dám hỏi người về lời ấy. Con người được Thiên Chúa yêu thương dựng nên, và vận mạng con người nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Vì thế, con người phải luôn hướng về Thiên Chúa và để đời mình thuộc về Thiên Chúa. Chuyện chính đáng, chuyện hẳn nhiên, chuyện đúng lý, đáng lý là như thế. Vậy mà Thiên Chúa lại làm chuyện vô lý, khó hiểu. Con người, tức là con Thiên Chúa làm người, lại phải chịu để mình bị nộp vào trong tay người đời. Thiên Chúa đang làm những chuyện vô lý vì yêu con người đã từng sống cách quá vô lý đối với người. Bởi con người không muốn thuộc về Chúa, nên Thiên Chúa đã phải khiêm nhường đến mức thẳm sâu để bằng lòng thuộc về con người trước, cho con người lại được thuộc về người, là được sống sự sống của người, sống hạnh phúc với người. Người đời không chịu khiêm nhượng, nộp mình trong tay Thiên Chúa, nên Thiên Chúa phải nộp mình trong tay người đời. Lời Chúa mời gọi các gia đình luôn nhớ đến Chúa, nhớ đến Chúa Giêsu, và cũng luôn đặt vận mạng đời mình trong tay Chúa, trong tình Chúa quan phòng, với lòng tin tưởng tuyệt đối. Ước gì không có gia đình nào, cách riêng là không có người trẻ nào lại bất cần Thiên Chúa, lại kiêu căng loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi lòng mình. Đừng để mình bị ảnh hưởng cách sống, dưới sức người sỏi đá cũng thành cơm, mà rồi sẽ đến lúc chính sinh mệnh của mình cũng không giữ nổi, tương lai đời mình chỉ còn lại đúng là một tàn tro muôn đời. Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa, vì Chúa Giêsu đã yêu thương, nộp mạng quý giá cho người đời, đã bằng lòng chịu để cho người đời giết chết, để tất cả các gia đình được hồng phúc thuộc về Thiên Chúa và được sống đời đời. Amen. Chào tháng 9. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9 là cầu cho những người đang sống bên lề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo. Xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua và không bao giờ bị coi thường. Và thiết nghĩ, không chỉ cầu nguyện mà mỗi gia đình chúng ta còn phải tỏ bày và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Sống theo lời Chúa TV, luôn tâm niệm cuộc sống Kitô hữu Công giáo là cuộc sống thật lòng yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Bởi không yêu Chúa thì khó lòng mà các gia đình yêu nhau cho nồng nàn, bền lâu. Và người nhà không yêu nhau thì khó lòng mà yêu được người rừng nước lá. Ước gì mỗi người mỗi nhà luôn xác tín: đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Vậy xin mỗi người hãy sống yêu Chúa, yêu nhau, yêu người, để Thiên Chúa ngự trị trong nhà mình, để nhà mình được an vui, hạnh phúc.
nơi nào có tình yêu, tình yêu hy sinh tha thứ, tình yêu khoan dung nhân hậu, tình yêu sẽ chia phần đời. Ở nơi ấy có Đức Chúa Trời, ở nơi ấy hạnh phúc không vơi, ở nơi ấy sương vui tuyệt vời, vì nơi ấy là nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn yêu thương liền đôi. Nếu chúng ta sống trong tình yêu thì chúng ta thân sống trong Ngài. Đức Chúa Trời nguồn ơn phong cuộc sống thương yêu.